Vâng, xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay mình Toàn sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một cái món ăn mà hầu như nhiều người cũng không dám ăn. Đó là món rắn. Đấy. Món rắn ở đây thì là hôm nay là mình Toàn sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn về cái món rắn mà chính những cái người mà hay ăn rắn sẽ trổ tài và đưa về bếp tại nhà nấu. Hôm nay người đầu bếp với những người nấu là nấu theo cái món ăn món rắn của người ở Quảng Ninh mà cũng hay chuyên đi ăn rắn, nhưng mà ở ra các nhà hàng thì nó làm rất là nhiều món. Nhưng mà hôm nay là mình Toàn muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn nấu món rắn nó đơn giản mà lại cực kỳ là ngon, mà hầu như thì xem xong video này thì hầu như ai cũng sẽ làm được. Thì kính mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng xem bắt đầu chúng ta nấu rắn thì đầu tiên sẽ như thế nào. Đây, và như quý vị và các bạn chúng ta thấy là mình đang chuẩn bị để cho lúc nữa là rắn thịt rắn nó về làm. Và đây là một cái nồi, lúc nữa mình không biết là rắn bao nhiêu cân, nhưng mà đây là cái nồi mà mình chuẩn bị sẵn. Nguyên liệu của mình hôm nay đấy là thứ nhất là cái móng giò quý vị và các bạn. Đây, tùy vào số lượng người ăn nhiều hay ăn ít mà quý vị và các bạn chúng ta mua móng giò. Đấy. Như mình đây là mình mua 5 cái, 3 cái móng giò. Và ở đây là khoảng 7 cái cánh gà. Đấy. Nguyên liệu chỉ có thế là về gia vị thêm cho cái món rắn. Ở đây bên cạnh đấy là chúng ta cũng có cái gói mà chúng ta hay nấu lẩu. Ở đây quý vị bạn, đấy, gói hay nấu lẩu. Cái này thì mình mua ngoài chợ. Đấy. Mình mua 3 gói. Kèm theo là một khoảng 3 đến 5 lạng đỗ tương quý vị bạn. Đây. 3 đến 5 lạng đỗ tương quý vị bạn thấy này. Đấy. Tiếp theo nữa là một ít rau sống để lúc nữa chúng ta ăn thịt rắn. Thì bây giờ như mình sẽ làm tiếp theo là sẽ chuẩn bị ninh những cái này trước. Để chúng ta lúc nữa là làm thịt rắn, bởi thịt rắn thì nó chín nhanh hơn là các cái gia vị này, các cái nguyên liệu này như móng giò và cánh gà thì nó sẽ lâu chín hơn, nên mình phải ninh cái này trước và lúc nữa mình cho rắn vào sau. Và nồi ninh của mình ở đây thì quý vị bạn chúng ta bắt đầu xem nhé. Và đây quý vị bạn, khi mà chúng ta mua móng giò về rồi thì chúng ta cũng rửa qua cái móng giò và cái cánh gà này đi, và chúng ta thêm cái muối vào, rửa bằng nước muối cho sạch. Đây, và như quý vị thấy là sau khi chúng ta rửa xong, chúng ta cho vào nồi. Xong rồi mình cho cái ba cái gói lẩu lúc nãy mình giới thiệu vào. Mình cho hết vào. Tùy vào lượng ăn của lượng người của quý vị đấy mà chúng ta mua nó nhiều hay là ít nhé. Đấy. Như này hơi nhiều nước quý vị các bạn, hơi nhiều nước hơi đầy nhỉ. Thì có khả năng là mình phải múc ra. Tiếp đó chúng ta sẽ múc bớt ít nước ra và chúng ta ninh nó. Chúng ta cứ ninh nhừ nó quý vị bạn nhé. Đấy, tôi đổ nước bớt. Bởi sợ đầy quá lúc nữa nó sôi nó tảo ấy quý vị bạn. Như này. Xong bây giờ chúng ta sẽ xem bắt đầu là cách thịt rắn thôi. Này thấy gì? Hồ trâu à? Đây. Tin nhỉ? Mấy con? Hai con này có con hổ mang làm thịt.
mở không sơ cắt à? Nó tớt cho phá tại đó à? Gà nó đi đâu không biết, nó gọi điện thoại. Rượu đâu anh? Hả? Rượu gắn thịt, rượu trắng á? Rượu trắng á? Rượu trắng này không có rượu trắng. Rượu này rượu ngâm gì đây? Lấy rượu nào cũng được, lấy rượu nếp kìa. Lấy rượu nếp này. Nếp bình á? Bình hoàng vàng á? Có cái... Mà cắt tiết, uống tiết à? Ừ. À. Có phải treo tuần nhà cắt không á? Loan giảng mà giữ cái loan thôi, toàn tôi anh ấy. Chứ mẹ bây giờ con làm được không? Bố mày sợ rắn thì mẹ à? Rắn thế nào được? Giữ tôi cơ mà. Để em rửa tao cho. Đây. Một ấm nước sôi tóc đi vào đây. Cảm ơn nước sôi tóc à? Chừng cắt. Lấy nước lá rồi, lấy nước lá rồi, nước lá để làm đông rồi. Cháu ơi Sơn. Anh Quần, anh vớt thịt gà ra đi. Anh Quần nghe không em? Loan đây ra. Loan. Ơi. Bà nói này. Tôi nghe Toàn đấy, được không? Ờ, tôi nghe Toàn. Sao cái này? Anh lên đây sang đi mà. Đây, cầm vào cái này, cầm vào cái này. Không, cầm anh ta ơi, mày cứ lấy cái thôi. Rồi mà nó đùa nè, nó đùa. Đùa. Mày. Không có gì nói. Sơn chỉ mẹ nó đùa là anh sợ thật đi. Có cái gì anh Toàn bóc của em con tao ăn nó của lách. Rạch chung ác nữa. Được. Bắn chân gà vắt. Bạn nghe lôi bên Xuân Chu vườn ra lâm sang đây để làm hộ ấy. Nó kia nó phủ như hủ mang. Cái đây chích bong bóng ra. Không có máy mình to con này nhỉ? Con này nó phải lạng ấy nhờ. Mạch. Con này phải cân đấy nhờ. Đi đồ ra. Hả? Cắt. Đây. Cắn lại con này. Đầu to đấy nhờ. Kinh. Cổ nhanh cắt đuôi thì nó giữ lâu. Không cần thở giống con đàn nhờ. Như nó đàn một ngày. Sợ. Và tao mặc quần đấy mà còn xịt quần đấy thì có mẹ quần. Nấp nữa này hơn nhiều tiết đấy là thế vui. Cái sức mà đi ngoài hòn đứng. Chết chưa? Bây giờ muốn nước một vài hơi. Bỏ quá nhỉ? Có còn bỏ không cơ? Bỏ quá để anh lấy dây đi, dây để lấy dây bỏ cái đầu đến người đây. Đây cái dây thép này này, đây này. Đây. Tôi sẽ chui. Thép trơn. Ờ, cái thép cứ bỏ cái đầu đấy. Bỏ cái đầu túng lên cái đuôi là nó không quằn được. Đấy, túng ngang cái cúc đuôi dưới đấy. Khỏe nhờ. Khỏe chứ. Đổ cái rượu này cái là mất uống. Khỏe đấy. Con này mà. Con này.
Rắn nó chết rồi mà nó vẫn cắn được cơ mà. Này cái hũ này cái đá luôn không? Các ông cứ bảo Facebook nhiều bây giờ bị nhẹ đầu không nó ảo mãi rồi toàn những cái đấy cái chuyện. Ông dẫn mà nó vào nhanh của nó nhưng nó chết nó cắn một đít. Facebook nhiều bây giờ nhẹ cái gì cũng sợ. Con này còn to hơn con kia. Hai con tương đương tầm trắng tầm trắng. Anh ngồi quay ở đây chắc cái đây bị anh nhúng tay. Bốn đẹp con này mày đá đẹp. À anh vẫn giữ cho em cái bản khúc này cắt rồi đỡ cho mày rất là. Ông toàn nó bỏ. Mỏi tay thế cầm. Đưa đây cầm nhá. Đây cầm đầu nhá. Đấy, cứ nhím. Đấy, cứ nhím cái cổ. Khâu, trượt đầu á. Nặng bố lấy ba cái bắt đầu chặt nhỏ như kiểu mình ăn gà luộc cơ bố để nguyên như này. Nguyên gặm ra xương cơ ông cánh. Ăn đắng như gà. Để mình chỉ cần lấy nước thôi. Nào đây nào. Thả cái này ra tiết nó mới chảy đúng không? Giữ đầu. À ok. Sao anh Linh lúc mấy giờ đây? Linh khoảng được 45 phút rồi ạ. Buộc thế để làm gì? Buộc thì đỡ quẩn. À, đỡ quấn lại. Ừ. Không phải là đỡ quấn mà đỡ quẩn, chưa chết hẳn, còn gì quẩn cả. Đứa con gà cặp cánh ấy. Khỏe đấy nha. Ơ, Trần xuống thế này. Nóng quá, làm sao rồi em? Thôi bật quả lên. Ông bà để ý đang có lên quay nhá thì cả tôi đã phòng thì đâu thì sẽ có phòng cua đấy thì chỉ là nước chưa sủi à? Chưa, quên ấy nhá. Có con sóng à? Tôi vào điện không anh hay là chưa có điện? Anh nhìn cái đỏ bên dưới bật công tắc của cái ổ cắm này. Đấy. Ôi phòng bây giờ là... Thôi. Đau đầu. Ai? cầm hai con dơ hai bên đấy. Dỡ đuôi này chưa được. Anh chưa cho đâu đã bị đâu à? Em chưa cho gì đâu. Khỏe nhở? Đấy. Đấy. Chú phải đứng bên bình rượu ấy, ngồi bên bình rượu ấy đấy. Thế mẹ chụp phát. Ăn nào. Được. Đứng lên okay. Kiểu để cho nó thành dài như nào. Giờ giờ sẽ dài lên đấy. Đó, đúng rồi. Rồi, ok. Hôm nay có 8 mét nữa mà. Hai con à? Ba con. Ô, con hổ mang kia anh Tuấn bỏ ra xã Đông cái. Con này rửa chưa? Làm thịt sạch sẽ rồi chỉ xã Đông thôi. Còn con nữa? Còn con hổ mang. Ủa rồi. Ô, lại ăn 2 ngày. Thì em thấy nó còn 7 cánh gà hay ấy, lấy nốt đi. Tay cho em vào cho vào cầm cái đắm em rửa cái đắm để cho không cần cồn hết. Các bạn có cồn ở trên này quần á ở dưới rồi à có
lấy ngoài ấy, quần nào mặc được rồi mà. To đấy, tầm này to đấy, cân ấy của nếu mà chưa chết được. Còn giờ qua đi, đã chết rồi. Đang quậy chưa chết rồi. Đây. Cầm rắn cầm đuôi quay quay lên tốt cho rượu ngăn mát đây thì uống ngăn mát ngã một ngăn mát tí là nằm ở đây pha tí là ăn vua tí là đá con này ngâm nước muối đây hả? Vâng, ngâm nước muối đây cái hậu quá hết được lắm này điểm lắm. Hết cả hai con nè. Ừ. Mày có dán không hay là không để? Có chứ. Ôi trời ơi. Hai đây cầm hai con. Nhìn nó mới quất. Rồi. Ok. Cao bằng mình đấy. ấn vào cái chỗ máy ảnh đấy nhá. Ngang hay trục dọc? Ngang. Đây ấn vào bên được. Trên này nha, chứ không phải ấn ở cái. Này đây là 2 phút nữa là không được chụp đâu đây này. 2 phút nữa là nước nó sủi cái là. Một hai con vào chỗ này chụp cái gì? Tách nó ra. Chụp gì? Đây chụp lấy bình rượu. Rượu thắng. Tách tách hai con ra nhìn không kỹ người ta tưởng một đấy. Anh Tuấn cùng em cái em. Đây không nào đây. Cần thật bắn một cái rau sống rồi kìa. Nhìn nó đỉa ra kìa. Con cổ ấy. Con kia nó bị nó đẻ trứng đúng không? Con cổ á. Ok. Cái này là chín rồi, mình ninh nữa nó sát rồi. Còn bữa mình lấy cái nước của nó này. Đấy nữa. Nước chừng đấy có đủ không? Tí nữa thiếu mình chế nước sôi chưa? Hộp đưa không sôi đưa nhanh. Đã mò rồi. Không cầm đuôi thôi nó không ấy được đâu. Sơn chuyên nghiệp ấy. Rắn này là bác ấy được hả à, Sơn? Đâu ông Giàng Hoàng. Hả? Ông Giàng Hoàng là khó. Bắt được à? Bắt được hai con này à đấy. Tốt phát đi hết nhỉ. Cầm,
con dao nhỏ đấy cho em đấy chứ. Bên trên này dao, dao bên trên chỗ chén này. Cạo như kiểu cạo lưng lớn. Trước mình không ấy thì cắt đuôi lâu, cắt cổ chặt tí xong động mạch. Ngày trước như nhà anh Ngâm rắn là thử rắn đến là treo cổ trên cắt đuôi rồi ấy. Đặt cái đầu nó đi không nên khổ. Ngày xưa thì hay vậy. Ừ, được cắn em hả này hả? Cắn thì cắn chết người đéo. Chắc là anh gạt cái răng nó chứ cắn cái gì thì cắn chết rồi. Trên nó có cái nọc nhưng mà rắn này có nọc độc không hả? Độc nó tôi đang cầm vào. Thế thế làm thịt măng chúa với ấy phạt à? Chụp thì áp được cái quay quán này đến đồng hồ này này bọn mở nhà hàng rắn này làm gì coi nhưng năm miền cũng sang thu hết rắn ạ thật.